Mua hai bộ có sale ca shop. Có, mua hai bộ có sale luôn. Tính ra áo đẹp mà giá còn rẻ nữa. Anh giữ mặc đi nha, chứ em không có tiền mua mặt cười. Cây tí nhờ. Chỗ buôn bán ngộ vậy. Alo Trường ơi Trường. Kiếm nó giùm anh cái thằng Weibo trên đỉnh đó Trường. Với mấy thằng trên kinh chát nữa nè Trường. Rồi. Má ăn Trường nói để kiếm địa chỉ đó. Chỗ làm ăn của anh Mai. Má mày anh của trái cây mà mày giỡn. Ôi nãy giờ có bạn nào inbox vô cái fanpage để mua ủng hộ chưa? Để có gì tôi giảm cái chỉ tiêu xuống. Ví dụ được 6 bạn thì đi chỉ còn chỉ tiêu là còn 40 cái thôi. Giờ 3 bộ 100k không bán tôi đi à. Trời ơi, làm như đi chợ mua trái cây không bằng hết chứ. Giảm lắm rồi, 200 là vừa giảm phải chăng rồi. Ủng hộ đi, ủng hộ vui vẻ đi mà, ủng hộ mốt thương. Có em anh không rep à. Đào để anh on, anh on. Fanpage anh liền, để anh on liền. Cái này mà anh Mai tặng em chắc em quý lắm, em lộng khung luôn hả? Cảm ơn lửa công Thành nha. Trời ơi Thành ơi, Thành mà mua ủng hộ anh là anh lấy 200k đó anh bỏ vô tủ, anh không dám dùng luôn á Thành ơi. Hai bộ 380 free ship chốt đơn. Anh em hãy inbox vô cái fanpage này của tôi, đó là FBDC Clear. Anh em hãy nhắn vô đi. Hiện tại là có 3 tin nhắn nè. Để chết rồi, có chuẩn bị bóc phốt. Mắc quê nữa chứ. Anh Mai ơi, bộ nùi dễ giá sao à? Nhật có đang coi phim đúng không mày? Áo anh mà mày kêu cái nùi dễ là sao mày? Má mày anh cho Trường. Kiếm mày giờ đó. Nhật à, có bán thiếu không? Không. Có 200k tiền người ta ăn thua chưa kịp nó kêu bán thiếu chết tươi rồi. Chốt hai bộ shop ơi, size M à. Dạ. Mùi quý khách kiểu ảnh lựa sai mà chắc thích màu nào ạ? CS kinh luôn buồn anh Mai. Từ để gửi để màu cho shop cho khách cái đã. Qua Mỹ cho em được không? Đó, gửi ba màu chuyên nghiệp chưa? Gửi ba màu mà cho khách chốt liền. Bán một bộ ship đi đâu thì ship. Hai hàng Nhật hàng Trường sẽ kiếm. Có bán không vậy à? Đặt từ 2022 tới giờ vẫn chưa nhận được. Có trả góp ca shop. Ôi trời ơi, sorry khách yêu. Hằng nhân viên cũ bị đuổi rồi. Giờ em là người mới. Khách thích mẫu nào? Em chốt ngay. Con mẹ mày, nhắn tin từ 2022 tới giờ vẫn chưa nhận được, có bán không vậy? Chết cơm rồi. Má Khánh Lưu nào, mình là Khánh Lưu để mình chuyển thông tin cho anh Ly nha bạn. Mình hay mặt xin lỗi bạn mà không ấy, Khánh Lưu nó gửi cho tôi luôn. Nhiều tin nhắn quá vậy, mấy lúc mà mua bán không ấy đâu hết đó chứ. Đức Đạt, Hi Anh, em muốn mua hai cái cho hai con Ly nhà em, anh có sẵn size không à? Mày là... má mày là bán cái cây vô đầu mày đó. Con Lia là con gì? Áo màu đen đẹp quá, có bán trả góp không anh Lia? Nhắm ngày góp nhiêu? 200k đó. Tôi cho ông chọn. Góp không đủ tôi cho giang hồ qua tới nhà. Em mua 3 bộ giảm nhiêu shop rồi? Giảm nhiều luôn Thiên ơi. Màu trắng với màu đen ship Bến Tre, xin số tài khoản luôn shop ơi à. Trời ơi, khách yêu cho em xin thông tin, số điện thoại, cộng địa chỉ, cộng cân nặng chiều cao nha. Giờ em nhắn KTL ha sao, em mua nha. Mà shop mà khách đợi em ốp đi, rồi hãy nhắn số điện thoại, kẻo bị phá. Em mua cái quần không giá sao? Bán đồ đá banh á là nó đi một cặp. Mày mua cái quần quảng cáo để cho ai hả mày? Rồi mày mua quần cái này có free cô sao? Áo để ai mà? Hả mày? Mày hay giỡn quá ha. Vậy lấy em mỗi mẫu một cái ship qua Mỹ là phi ship. Tôi chỉ ship ở toàn quốc ở Việt Nam thôi. Toàn quốc ở Việt Nam. Phi ship toàn quốc ở Việt Nam. Có sao em mờ không sớm mà con chó nhà em nó khen đẹp à? Không, mày hiểu được tiếng chó là mày cũng dữ rồi đó Boca. Shop chợ làm biến mua. Bình tĩnh. Shop này khinh. Bình tĩnh. Khách. Khách đều. Toàn quốc là tất cả quốc gia sao, không có Mỹ? Cái đó người ta gọi là toàn cầu cha nội ơi. Cái đó dùng từ là toàn cầu. Toàn quốc là toàn lãnh địa Việt Nam là cha nội. Toàn cầu với toàn quốc nó khác nha.
Shop có màu nhỏ không? Nhỏ cái đầu. Nhỏ cái đầu đẹp à. Màu nho là màu đéo gì? Trời ơi, bé hết. Như Phạm Nguyễn, em cần mua áo ạ. Một bộ size VLXX. Em thích coi phim xét hay gì em? Bạn làm tưởng gái nhắn tin ai ngờ má nít cờ lon được rượu nào. Mình có một cái ý này, không biết ở đây có anh em nào nhà làm mấy anh em nào mà nhà làm gọi là in may này nọ không? Tôi muốn đặt một đơn hàng lớn khoảng 100 cái đi. 100 cái FB anh R đó. Trong khoảng tuần là có hàng cho tôi là được. Ở đây có anh em nào nhận không ạ? Check DM shop ơi. Kiểu mình làm thêm bán thêm chứ. Nhà em làm may à. Anh tư vấn sai giúp em, nhà em làm may à. Đây. Em ơi. Giờ giá cả sao? Anh muốn làm thêm khoảng 500 cái. Có bên hỏi mua số lượng lớn em à. Lấy em hai bộ trắng XL ship đâu cũng được nha anh trai. Đó anh em thấy không? Buôn bán vậy đó, quậy không à. Hàng Nike Market chê rồi không mua nữa shop ơi. Anh muốn làm áo hả? Phôi em lấy 30k, tổng anh đứng lần này thêm 20k nữa, anh lấy số lượng nhiêu à? Mày gì cũng làm hết á Thành, anh tính mày gì cũng biết hết đó. Có cái là mày không biết điều à. Văn Lộc Nguyễn, shop ơi, mua trả góp được không shop? Lại mua trả góp nữa. Nhức cái đầu quá vậy ta. Cái này có thiệt sự là mua hay không hay là quậy túi trời. Mình cần đơn hàng 99 cái à. Gì vậy? Để tháng 6 này về Việt Nam mua nè. Dạ, rồi giờ shop còn mẫu trắng đen. Khách điêu muốn mua mẫu nào? Không ghép em mua bên kế. Anh nói với em như thế này. Mẫu áo này anh mua bản quyền rồi. Không bên nào làm được chất liệu như vậy. Không có bên nào đó. Em là không mua, em không mua bên anh là không có bên nào có. Có bán. Tính mua mẫu nào nè em? Rồi từ từ nhắn tin từ từ, shop còn kiểm tra. Ôi ôi, shop nhắn từ từ thôi. Mua nhiêu bộ thì đại ca nhớ tới lời hôm nào shop khinh à. Chủ shop nói thì không nhớ, shop thì không ghép. Đồng quá. Shop mua ở nhắn đâu tin vậy? Không kịp. Em thích màu nào nè. Nói đi anh để lại cho. Em tặng hai bộ cho hai bạn mod nha anh nha, check banh. Nó kêu là dẹp tiệm, nó chủ dẹp tiệm luôn. Mời mà ghép chậm có một cái nó cọc, nó kêu dẹp tiệm, nó chửi. Tao bót bài cái đó. Tao để tôi bót bài kiểu tôi quạo anh em hổm giờ có mấy hẳn chơi tôi áo hết á. Tôi làm cái status cho bỏ ghép. Bữa giờ có nhiều người chê áo ế mà giờ nè muốn mua cũng đâu có được, chính thức hết hàng, lêu lêu mấy đứa không mua kịp. Mua bây giờ mà có muốn thì chỉ có ra chợ đen giá x4 x5 thôi đó. Lêu mặt khinh đâu rồi má, nó gọi buôn bán kìa. Áo ế, áo xấu, áo hay gớm đồ. Bạn nào đặt xong bom hàng nó inbox tôi lấy 500k. Anh Tê Hero ơi, không sợ trường hả anh Tê Hero? Tôi, anh cũng trái cây. Trái cây nó quen trường, tôi nhờ được. Anh Tê Hero, bây giờ tuyển một bé gọi là cộng tác viên. Ngày hôm nay, chịu, trả liền trong ngày. Ghép đơn giùm tôi nhiều quá, ghép hết. Quá trời là tin nhắn luôn, quá trời tin nhắn ghép không kịp. Có bé nào không, có bé nào gọi là tay chân lanh lẹ có thể chốt đơn cho tôi được không ạ? Vote thuê Zip Fan.
thôi vót thôi, dứt fan chắc bán cái bài em luôn đó. Nào bán bài em luôn quá à. Em cần mua áo có chữ ký của Kid về Bethlehem Celeb, anh ba BOTM và anh đừng có ký tên nha anh Lê, giá sao anh bao nhiêu tiền cũng không bán. Má hiện xin chữ ký của Kid Bethlehem Celeb, anh ba bỏ bọt đồ tới mình kêu anh đừng ký tên nha. Hà ế, Hà làm nồi dẻ, đồ dặm chân chứ không có bán. Shop có nhiều mẫu không, tính hổ mua 15 bộ làm giải áo đấu mùa xuân đây, shop có đủ không à. Trời ơi, chữ shop luôn, không, bình tĩnh. Bình tĩnh. Ai chửi ta thì ta kể họ. Áo này size nhỏ lắm, tệ ốm và mặc XL còn được xin. Dạ khách ơi, mua vậy uổng không ạ? À? 2XL màu đen còn không shop ơi, mua áo mà khó quá. Mai mốt nếu mà có làm giải thì sẽ có mẫu mới. Còn nếu mà khách vẫn muốn mua thì không sao ạ. À. Trả lời hẳn hoi không mất fanpage à. Có áo Weibo không? Lát tôi gửi nhà áo thì không có. Giờ gửi mà có gói á. Gói để chịu không? Shop đặt cho ba cho mua. Hai cái màu hồng giá cả ba thành vấn đề. Mà bán áo nó bành nó đi hỏi áo Weibo. Trời cái gì từ cái gì đây? Mày giỡn mày. Trời ơi cái gì mà áo refund. Hôm nay có thằng nhắn tin cho tôi. Má tự nhiên ngủ vậy cái ăn bị ăn chửi quen à. Tự nhiên có ông nào cơm bệnh vậy nè. Cái tôi bị chửi. Nè hồi sáng ngủ vậy hả? Thằng em ngỏng nhắn tin tôi. Còn thằng Lia nữa chả liên quan gì đến team refund xong bán áo refund như thật. Cha nội ơi, tôi bán cho bị chửi hay gì á cha nội? Bán chỗ nào má? Đúng là hoàng điên luôn á, hoàng điên 5682. Không biết nó cơm mình ở đâu nè, má nó chửi mình. Gửi gì đây? Bác Châu vay ngân hàng 1,2 tỷ đồng để mua nhà theo hình thức trả góp. Số tiền bác Châu phải trả mỗi tháng gồm số tiền gốc phải trả hàng tháng bằng số tiền gốc chia đều cho số tháng vay. Và số tiền lãi phải trả hàng tháng bằng số tiền gốc nhân với lãi suất lãi tháng. A gọi R là lãi suất năm. R viết dưới dạng số thập phân của khoản vay trả góp này. Tính số tiền ít mỗi hoặc triệu đồng đóng hoặc mà bác cho phải trả mỗi tháng theo số tháng vay y tháng và lãi suất năm rồi. Từ đó suy ra công thức tính lãi suất năm rồi 5R theo x và y. Tính giá trị của R tại x bằng 30, y bằng 48 rồi cho biết nếu trả góp mỗi tháng 30 triệu đồng trong vòng 4 năm thì lãi suất theo tính theo phần trăm của khoản vay này là bao nhiêu? Chứ mua bài XL sợ. Giải giúp em bài này được em mua hết không làm được hả chết. Alo. Khai lớp 9 rồi. Tao mà giải được thì hồi đó tao không có nghỉ học đi bán áo. Được chưa? Trách tin nhắn em anh Lia. Dạ khách ơi, nãy nhân viên cũ nó chết, em vừa đuổi việc nó rồi. Này em không giỏi toán à. Khách có muốn mua thì cho em làm xin kinh tế thì phải có tâm, địa chỉ, còn làm chủ cuộc đời Tuấn chỉ có tâm. Anh quát em, sao quát em vậy? Mẫu này còn không sớm mà nó đi giỡn, nó quậy không à. Nùi dẻ nhà anh lâu có sạch không? Nùi dẻ nhà anh lâu có sạch không? Sớm cảnh quá màu nào làm nùi dẻ cho đẹp mà sớm. Sớm côn đồ à. Không được chửi khách, bình tĩnh. Dạ, nùi dẻ thì mình có thể dùng những chiếc áo cũ để đỡ phải tốn tiền. Tại vì đây là sản phẩm đá banh FPTC 200k lận mà mua làm nùi dẻ thì uổng lắm à. Dạ thôi, khách nên tin em tư vấn. Mình dùng áo cũ trong nhà
là được rồi. Góp ý chân thành như vậy sau này người ta còn ủng hộ. Bình tĩnh. Mình mua áo thôi đi Sico shop. Cô mua quần. Shop ơi, khách ơi, giờ em mà bán, shop không lấy cái áo đó làm nùi vẽ. Mình ba em cho người tới địa chỉ. Cười off-stream rồi hãy chửi shop ơi. Của khách luôn đó nha. Ghiền khách, em lấy giá gốc 180. Em lấy giá gốc 180, shop shop gì khách mà đéo lấy cáo em làm nồi vẽ là mấy cái địa chỉ, cái số điện thoại em gửi qua cho anh Trường liền. Ừ, dạ 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 dạ, khách làm gì cũng được. Mà khi em xin cái feedback đúng không? Mà không đúng, em cho người tới địa chỉ. Shop ơi, nuôi rẻ nhà mình hết hàng rồi à shop? Đó anh em không, nó kiếm chuyện mà, nó kiếm chuyện mà. Ly ơi, fan có bikini Pinky FBTC không báo tôi liền nha. Có gì báo anh em biết nha. Pinky Ren FBTC có in hình càng tốt. Khách ơi, khách chỉ cần đặt cọc trước. Em thề với khách, em đi ra cửa hàng, em làm cho khách liền. Khách mặc cho em nha. Mãi sớ, khách mà dám mặc em đi dám làm luôn đó. Em dám làm luôn đó. Shop ơi, shop gấp cho em cái áo ra Ba Lăng huyện. Tối em đi công thành. Tối nay em lấy Lâm An mua cho anh em mỗi cái một cái ăn mừng. Mỗi người một cái ăn mừng. Áo thổ có sức. Ai banh tiền rồi mình nhắn anh ơi. Áo thổ có sát thương chí mạng kháng thủy các kiểu nha shop. Tao nói nó nghiện quá trời là nghiện luôn đó chứ.